Nào các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ vào với bài số 2. Bài số 2 của cái chương trình học về thiết kế về nội thất của chúng ta thì hôm nay chúng ta sẽ học về thiết kế là vẫn là dựa trên cái phiên bản cái cơ bản mà chúng ta sẽ phải dựng hình, và phần thứ hai là chúng ta dịch chuyển những đối tượng nó chính xác hơn. Các bạn đi học dựng hình cơ bản. Thì như hôm trước thì thầy có chia sẻ cho các bạn biết là chúng ta sẽ vẽ một cái khối bóng nhẹ nhá. Và cái khối bóng này nó có thể là một cái bàn, rồi nó có thể là một cái tủ, một cái giường, một cái gì đó thì các bạn. Nhưng trước khi mà các bạn thiết kế thì tôi khuyên các bạn hãy tìm hiểu cho tôi là sau này các bạn có thể tự về dựng mỗi cái căn phòng nó chính dạng được. Nhưng mà các bạn phải tìm hiểu rằng là những cái kích thước mà trong một cái căn phòng cần có cái gì. Ví dụ như là thầy đã đưa chủ đề trên cái nhóm Zalo của chúng ta về cửa hàng nhá. Thì trong cửa hàng, ví dụ nếu mà nó là về giày thì có cần phải là có một cái phòng để thay đồ không? Không. Bởi vì sao? Bởi vì là giày thì chỉ cần tuột ra đắp giày vào thôi, vậy thì chắc chắn phải có ghế ngồi. Ghế ngồi thì thử đúng không? Các bạn đồng ý chưa? Vậy thì đấy là giá trị mà chúng ta liệt kê ra. Và phần thứ hai là chúng ta phải đo từng đôi giày của chúng ta là bao nhiêu. Tại vì là nếu mà sau này chúng ta còn làm kệ cho nó, nếu mà kệ bị ngắn quá sao? Tất nhiên mũi giày sẽ thò ra ngoài, đúng chưa? Nên các bạn nhớ một điều rằng cái kệ nó dài rộng bao nhiêu thì các bạn cũng phải tìm hiểu cho tôi để chúng ta thiết kế một kệ một cách đúng nhất. Và dùng kệ theo hình thức là tủ hay là dùng hình thức là giá treo? Đấy, tủ thì đựng được nhiều đồ, và giá treo thì chúng ta sẽ làm sao trông nó thoáng đãng hơn, đúng không ạ? Và tất nhiên là trong quy trình đấy thì các bạn nên tìm hiểu kỹ, như vậy thì chúng ta mới dự toán được cho nó. Ví dụ chúng ta làm bằng gỗ thì là bao nhiêu tiền một mét, làm bằng sắt thì bao tiền một mét, làm inox thì bao tiền mét, để chúng ta có thể dự toán được là sẽ cần bao nhiêu kích thước, cần bao nhiêu khối lượng trong đó. Các bạn hiểu cái này chưa? Ok, bình thường như một cửa hàng thì nó rất là đơn giản thôi, nó chỉ có mỗi cái backdrop là khi mà mọi người vào ấy, mọi người mua thì có phải có một cái cô lễ tân ở đấy là cô mới sau này tính tiền thôi ạ. Được chưa? Vậy thì cái quầy đấy sau này người ta sẽ có thể là sản xuất hàng loạt. Đến là loại mà rẻ nhá. Còn loại mà theo kiểu phong cách, có một tí phong cách thì chắc chắn là bạn phải thiết kế từ đầu đến cuối. Và thiết kế từ đầu đến cuối thì nó phải ăn theo với giá trị nhận diện thương hiệu. Từ logo, nếu logo chúng ta mà có biểu tượng là hình đường hình tròn thì tôi sẽ phải thiết kế cái quầy của tôi nó phải mang hơi hướng một chút xíu chỗ cái cạnh nào đó. Các bạn hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Để tạo ra một tính chất nhận diện thương hiệu. Ok, nhưng trước khi vào được đấy thì hôm trước thì tôi đã dạy cho các bạn về cái cách đánh kích thước một đối tượng rồi. Tôi sẽ vẽ một đối tượng vào đây. Tôi gõ một cái giá trị kích thước như sau, chiều từ đây đến đây, là từ đây cho đến đây. Ok, nhìn này chưa? Cái này các bạn chỉ cần xem ở trên mặt top. Mặt top là mặt từ trên nhìn xuống. Các bạn có thể có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất ấn vào T, nhìn nha, tích vào màn hình và ấn vào chữ T là chúng ta sẽ nhìn được màn hình. Và khi ấn vào chữ T như thế thì nó trở về màn hình top này, nhìn từ trên xuống cho các bạn những cái hình của chúng ta có thể là bé quá như này này, đúng không? Thì chúng ta ấn vào Ctrl Shift Z rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần quen những lệnh như là được rồi. Tiếp theo, vậy thì từ đây cho đến đây nó chính là tương ứng với giá trị là 52, đúng không? Thì tôi có thể gõ đây là ví dụ như là 400. 400 tương ứng với bao nhiêu ạ? 40 rồi, thì nó tự nhiên nó bị rộng ra, thì lại ấn vào Ctrl Shift Z. Tiếp theo, chiều ngang chúng ta kết vào đây, chúng ta gõ vào đây là 400, đúng chưa? Và chiều cao tôi sẽ để là 450, ví dụ như này. Chiều cao chúng ta sẽ không nhìn được bởi vì chúng ta đang nhìn ở trên, nhìn từ trên xuống. Và tôi nói cho bạn biết là khi bạn chọn mặt nào thì mặt đấy chính là mặt top. Sau này nhá, vẽ chân bàn hay là vẽ chân ghế cái gì đó, bạn chọn mặt nào thì mặt đấy chính là mặt top đấy. Và nó tính theo đơn vị là nhìn từ trên, cái này nhìn từ đây xuống đây, từ đây sang đây, và nhìn chiều kia là không nhìn được. Các bạn hiểu ngay chưa? Còn tất nhiên là nếu mà bạn dùng một từ mặt tốt và bạn thay đổi các chiều khác thì bạn sẽ tưởng tượng quen rồi thì bạn có thể làm được điều đó. Các bạn hiểu ngay chưa? Ví dụ nhìn mặt phẳng thì chúng ta vẽ một cái biểu tượng mặt phẳng thì chiều từ trên xuống thì nó tương ứng với này, ngang thì tương ứng với cái này, và chiều cao không nhìn thấy. Tôi hiểu cái này không ạ? Trở sang mặt phẳng và mặt nét cũng tương tự như vậy. Ok. À, tiếp theo tôi sẽ gõ vào đây là một chiều là 450. Và sau khi làm xong thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl Shift Z để cho nó tràn đầy màn hình chúng ta một cách dễ nhất. Còn có những người là hỏi cái này là điểm gì, những cái biểu tượng về lưới này thì nó tương ứng với giá trị là chúng ta muốn bẻ cong thì chúng ta thêm lưới. Kiểu giống như là em muốn làm cái cầu ấy em, thì nó phải có sắt ở bên trong. Thì nó mới bẻ cong được chứ, bởi vì nếu mà không có lưới bên trong thì bẻ cong mắc, đúng không ạ?
thì cái đấy tính sau. Và càng nhiều lưới thì đối tượng của chúng ta càng nặng. Nên có những cái không nhất thiết phải bẻ cong đâu ạ. Ok, rồi chúng ta cũng tư duy một cái nữa là có nhất thiết phải cầu kỳ như này không? Bởi vì các bạn phải nhớ một điều rằng trong nội thất của chúng ta, nếu chúng ta thi công một cách đơn giản nhất thì tiền chúng ta thu về nhiều nhất. Còn bây giờ ví dụ như một đối tượng là hình đường thẳng nhanh, bạn vát góc, bạn lượn sóng, thì cái người kia người ta cũng phải vát góc lượn sóng, thì ai làm? Người làm đấy. Một người thì có cần tiền không? Có, chỗ đấy là công sức, người ta tính theo công. Vậy thì cái giá trị của sản phẩm nó sẽ phải đội lên, đúng không ạ? Vậy chúng ta muốn sự cạnh tranh thì đầu tiên chúng ta phải học cách là học thiết kế đơn giản trước. Vẽ đơn giản mà đẹp, đấy là cả vấn đề đấy. Hồi xưa tôi đã từng đi làm về nội thất, làm công ty vòng tròn lớn, và công ty của anh ấy thì chỉ làm về cái showroom rồi triển lãm đó, rồi nhà dân, nhưng mà anh hay làm showroom chẳng hạn, thì anh ấy dựng hình như gần như là các bạn sẽ nhìn thấy lưới gần như không có luôn, cực kỳ ít lưới, có nghĩa là cái đối tượng của bạn ấy là đơn giản nhất rồi đó. Thì các bạn nhìn này, trong quá trình khi làm thì các bạn ấn phím G cho tôi, phím G là mất lưới và phím G là bật cái lưới của đối tượng màn hình lên đó. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ trở về P và Ctrl Shift Z gì đó. Ok, coi như đây là một cái bục trong cái khu gọi là khu ở ngoài cửa của một cái cửa hàng thời trang. Các bạn có hay có những cái bục trong đặt một cái đôi giày lên, bởi vì người ta tội quái thì phải cần phải đi thiết kế một cái hầm hố đâu, trong khi đó người ta sơn màu ấn tượng, cắm mấy cành cây vào lại sỏi xuống dưới, bật đèn từ trên xuống là ấn tượng rồi và đẹp rồi. Thi công như thế có rẻ tiền không ạ? Cực kỳ rẻ tiền, nhưng như thế người ta mới đủ tiền để rút tiền ra đưa cho các bạn, bởi vì người ta còn cả làm cả đèn đó. Và tất nhiên là có những cái sản phẩm mà làm nó hơi cổ điển đi, ok, bắt đầu sập vụ tủ chèm tí là cái chân nó phải tiện, con tiện này, cái bàn nó phải đẹp hơn, nó sang chảnh hơn, thì sang chảnh nó phải phù hợp với những sản phẩm cũng sang chảnh. Bộ váy công chúa các kiểu đấy thì bạn phải nhớ nhá, hiểu cái này chưa? Nhưng riêng cái mảng đấy thì trình bày rất đề co, có những người là người ta sẽ kiếm một cái miếng khúc gỗ từ trên xuống, cảm giác nó không cần phải nhẵn đâu ạ. Có những người này không thích trình bày nhẵn, bắt đầu là trình bày ở dưới tôi đắp đất, ok, tôi trồng cái cây và tôi bắt đầu cho những cây màu mà tôi đặt cho cô gái đứng bên cạnh đó có thể chụp được. Các bạn hiểu cái này chưa? Và cái đấy cũng có thể là một nơi mà các bạn có thể chụp check in cho sản phẩm cũng được mà. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi tiếp theo, vậy thì trong quy trình đấy thì chúng ta có cái phương pháp mà tôi sẽ cầm đối tượng này, tôi dịch chuyển đối tượng này, nhìn lên các bạn nhìn này, tôi giữ shift tôi dịch chuyển nha, nhìn nhá, các bạn nhìn là tôi dịch chuyển từ trái qua phải theo trục x, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có biểu tượng là copy của chúng ta, nhìn không ạ? Và khi mà copy thì ở đây nó có một cái biểu tượng là intern cho các bạn nhá. Các bạn nhìn này, tôi sẽ giữ shift này để copy lên đây, các nhìn thấy copy này nhá, để có nhiều người là muốn làm cái hàng rào xung quanh cái vị trí cây được không ạ, để trồng cây các kiểu, hoặc là có thể là làm những cái bục, hoặc là làm những cái ống đèn được không ạ, ví dụ những cái trụ đèn xuống, hoặc là làm những cái biểu tượng nam để đằng sau đấy. Thì các bạn nhìn này, đây có nhiều người như này, tôi sẽ chọn một cái giải pháp nhé, tôi sẽ ấn vào đây và các bạn có nhìn thấy cái số lượng không ạ? Nếu mà chúng ta cho từ đây cho đến đây và chọn một cái đơn vị là số lượng thì ngay tức nó sẽ copy cho bạn từng đấy số lượng bằng khoảng cách từ đây đến đây. Các bạn nhìn này, tôi tích vào đây số 5, số 6, số 7, số 8 nhé, anh nhé, bạn ấn ok này thì các bạn có nhìn lên tất cả mọi thứ nó sẽ copy theo chiều này không ạ? Và tất nhiên là sau khi mà chiều này xong thì các bạn chỉ việc làm sao, các bạn sẽ cần tích vào đây và tăng cái chiều cao lên, có phải nó như này không ạ? Tại vì tôi copy intern mà, các bạn có đồng ý tôi không ạ? Thì có nhiều người làm đây là những cái nan gỗ xong rồi đặt một cái tivi đây là vách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp. Mọi người có thấy hay cái đó không ạ? Ok, vậy thì để muốn copy cho đều và nó nhẹ nhất thì người ta phải dùng copy intern. Copy intern là giá trị cái copy là thay đổi một cái thì cái khác nó sẽ thay đổi theo. Hiểu cái này chưa? Nhưng trong một số trường hợp nào đó bảo thế em thích cái nào xếp đều lắm rồi nhưng mà em muốn là cái này này, em phải cái này thấp xuống, cái này phải cao xuống. Vậy thì câu chuyện chẳng nhẽ chúng ta lại phải copy lầu à? Đúng không? Mà copy từ đầu rất là nặng thì các bạn sẽ nhìn ra, tôi tích vào đây nhá. Các bạn nhìn này. Ở đây khi mà chúng ta tích vào biểu tượng, nhìn lên chưa? Ấn vào đây một cái. Nhìn này chưa? Thì chúng ta thử thay đổi chiều nhá. Rồi, tích vào đây. Nào các bạn sẽ tích vào đây chưa rồi? Ok, tôi sẽ thay đổi chiều. Ok nhá, Ctrl Z lại này. Khi mà chúng ta copy ra mà chúng ta muốn thay đổi một đối tượng, bạn sẽ tích vào đối tượng đó và chọn vào biểu tượng có mũi tên chỉ vào hai cái chân tròn,
đấy, tôi ghi đúng như trên giao diện, mũi tên chỉ vào hai đoạn bạn tích vào đây cho tôi. Thì lúc này chúng ta loại trừ cái tính năng là thay đổi cùng loạt với những cái đối tượng khác, bạn tích vào đây. Thì đối tượng lúc này là đối tượng độc lập và lúc này chúng ta chỉ cần thay đổi chiều thôi. Các bạn nhìn thấy không? Ok, tôi tích vào đây, thay đổi chiều. Nhìn ạ, tôi tích vào đây, thay đổi chiều. Đấy, nhưng cái này nó bị sao ạ? Bị giống này rồi đúng không? Nên là để muốn làm thay đổi thì bạn này phải chọn vào đây này, tích vào đây tiếp cho tôi. Thì như này chúng ta mới làm được điều đó. Được không ạ? Ok. Hiểu cái này chưa? Rồi nhá, tiếp theo. À, phương thức thứ hai. À, có những trường hợp mà khi mà chúng ta sẽ thấy rằng là hôm trước chúng ta dựng cái bàn thì mỗi một cái chân bàn nó phải đi từ mép của cái mặt bàn vào trong là bao nhiêu phân, từ mép bên này vào nhiêu bao nhiêu phân, thì câu chuyện đấy là câu chuyện mà chúng ta án chừng thì hơi khó. Phần thứ hai, có những cái khác là bạn sẽ vẽ thêm một cái khối bóc nữa, vẽ thêm khối bóc và dịch, có nghĩa là nó vào bao nhiêu phân thì chúng ta sẽ kéo vào. Đây ví dụ tôi sẽ vẽ cho bạn xem có những cái cách thức đây ạ. Đây là vẽ chay này, các bạn sẽ nhìn này, tôi sẽ chọn trên mặt top vẽ ra một đối tượng và đối tượng này có chiều dài từ đây đến đây là 60, từ đây đến đây là mét 2 và chiều cao của nó là tôi sẽ để là khoảng 3 phân. Ví dụ một cái mặt bàn có thể là 3 phân hoặc 4 phân tùy các bạn. Tôi sẽ chọn vào đây là 60, 600. À, tiếp theo tôi sẽ đối tượng số 2 tôi sẽ ghi là 1200. À, và tiếp theo tôi sẽ để là bao nhiêu ạ? 30, ok. Các bạn nhìn này chưa? Ctrl Shift Z. Đây là tôi đã có một cái mặt bàn. Hiểu cái này chưa? À, sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy là tôi sẽ lại tiếp tục tôi chọn một cái biểu tượng là một cái khối bóc tôi vẽ ra. À, khối này là gọi là cái chân bàn. Các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Và cái chân bàn thì tôi cũng vẽ trên mặt top và tôi đánh biểu tượng này là một chiều là 30. Ok, một chiều này tôi sẽ gõ là 30. Và tôi sẽ gõ vào đây là 750, 700. Ví dụ như này chiều cao của cái chân ghế, ok, chân bàn. À, lúc này chúng ta ấn vào P và chúng ta ấn vào đây thì các bạn có thấy điều này không ạ? Ok, rất là đơn giản, chúng ta sẽ chọn vào đây ấn phím G làm mất nhảy chuẩn rồi. Tôi cầm đối tượng này tôi kéo vào đây. Bạn nhìn thấy kéo vào đây chưa? Và sau khi kéo xong thì chúng ta ấn phím Z để phóng to một đối tượng lên thì các bạn có thấy là nó chưa chuẩn lắm. Tôi để phóng to tôi đặt vào đây. À, như này thì các bạn sẽ thấy là nó khá là áng chừng. Có đúng không ạ? Thì các bạn nhìn này, ở đây nó sẽ có một cái biểu tượng chụp cho các bạn. Các bạn nhìn thấy cái chụp này của tôi, tôi sẽ cầm cái biểu tượng nó kéo trên cái nhá. Ok, để đây. Mọi người có nhìn thấy cái chụp này không ạ? Lúc này chúng ta đặt vào góc rồi thì chúng ta dịch chuyển theo trục X. Các bạn nhìn nhá. Thì cái X của nó nằm ở đâu? Đấy, đây. Thì bạn có nhìn thấy một cái con số rất là quan trọng là cái này không ạ? Âm bao nhiêu đó thì bạn phải tích vào đây, bạn cộng thêm vào với 30 thì bạn mới dịch chuyển theo 30 được. Nó lấy từ cái này là bốc cộng với 30 thì dương sẽ đi từ đây, gốc này đi đến đây 30. Nhưng nhớ một điều rằng là cái đối tượng này của chúng ta đang là bao nhiêu ạ? Thì bạn nhìn đi chưa, nó là đang 30% thì nó sẽ tính được cái gốc ở giữa này này, nhìn cái tâm ở giữa chưa? Vậy thì cái này từ đây đến đây 15, nếu mà chúng ta dịch chuyển 30 phân thì chúng ta phải cộng thêm 15 nữa thì mới đúng là dịch chuyển là vào trong là 3 phân. Các bạn hiểu cái này không? Nó tính ở tâm giữa nhá. Được chưa? Và cũng tương tự như vậy thì chúng ta sẽ có trục gì? Y. Nhìn không? Ví dụ tôi cầm tôi kéo đây. Các bạn có nhìn thấy nó thay đổi không? Hiểu cái này chưa? Ok, nhưng mà dịch chuyển như này có chính xác lắm. Chúng ta mới chơi dài. Có nhiều người chơi kiểu hơi nông dân tí. Này, thu căn thân trừ. Giữ phím shift, cầm máy copy thành hai miếng. Được không? Vậy xong đó giữ shift kéo lên đây thì có phải nó sẽ dịch chuyển từ đây đến đây vào đây là 30 phân, từ đây đến đây vào đây là 30 phân. Đấy, được không ạ? Tại vì sao? Có rất nhiều cách nhưng mà thấy vậy thì em không biết nhiều lệnh thì em có thể dùng được không? Tất nhiên vẫn được. Chả ai cấm các bạn nữa, bởi vì kết quả cuối cùng là chả ai đi đo điều đấy cả. Đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ làm mất thời gian, đúng không em? Thì ok, thì bây giờ tôi sẽ dành cho bạn một chiêu thức đó là chúng ta sẽ làm cho nó chuẩn nhá. Nhìn này. Việc đầu tiên chúng ta sẽ dùng bắt điểm. Các bạn ghi đi tính năng bắt điểm của đối tượng như sau. Mắc điểm xong rồi bắt đầu mới đến dịch chuyển, được không ạ? Ok. Để dựng cho chính xác hơn, cái bàn này nó sẽ có chiều là một chiều là 60, một chiều mét 2 và chiều cao là 3 phân. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái biểu tượng của tôi là tôi sẽ có một cái biểu tượng khối bóc của tôi vẽ đây là 2,
được chưa? Thế coi như đây là một cái chân ghế của tôi và cái chân chân bàn của tôi nó sẽ có chiều này là 30. Ok, chiều này sẽ là 30 và chiều này tôi sẽ để là 700. Gì đó. À, vậy thì các bạn có đồng ý tôi cái mặt bàn nó phải nằm ở trên cái này không ạ? Đúng chưa? Vậy thì để muốn làm được cái điều này thì người ta phải sử dụng cái tiêu chí như nào? Ví dụ tôi đặt từ đây tôi đẩy lên trên nhà cũng được này. Đúng không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ trở về P để bắt đầu chọn là phối cảnh này, các bạn nhìn lên chưa? Tiếp tục nha. Ở trong cái bàn mắt của chúng ta nó có một tính năng đó là bắt điểm, thì các bạn sẽ nhìn thấy số 3 và được ký hiệu là chữ S. Nhìn thấy chữ S chưa? À, đối với cái này nó sẽ có giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ, các bạn nhìn tôi di chuột chưa? Nhìn di chuột chưa? Nó sẽ có biểu tượng bắt điểm cho các bạn. Với cái bắt điểm này thì chúng ta phải làm một cách nào chúng ta sẽ chuột phải vào nó. À, chuột phải vào nó để làm gì? Để chúng ta sử dụng cái biểu tượng. Ví dụ đây là những cái thuộc tính mà chúng ta đang chọn này, điểm này. Nhìn chưa? Thì trong cái tất cả những thuộc tính này là cái pivot này, những cái biểu tượng về ở dưới đáy này đúng không, ở góc này đấy, thì trong cái này thì tôi sẽ chọn vào cái góc nhiều hơn, tôi chọn vào đây đúng không. Với cái này các bạn sẽ cầm đối tượng này, nhìn thấy cái góc của đối tượng chưa, ví dụ bạn muốn chọn vào đúng góc cái này thì rất là dễ, bạn chỉ cần cầm này, cầm này kéo này đặt từ đúng góc là tự khắc nó vào góc. À, vậy thì có nghĩa là sẽ nhanh hơn rất là nhiều cho các bạn đúng không. Ok, và cũng tương tự như vậy thì nhưng nhớ một điều rằng tôi chỉ dùng cái này thôi nhá, tôi bỏ cái này đi. Cái dùng nhiều nhất là chính là cái này. Được chưa? Và chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng tắt đi này. À, sau đó thì bạn sẽ chọn đối tượng này, thì các bạn có đồng ý với tôi là tôi tích vào đây đúng không? Tôi chọn vào đây đúng không? Đây. Đối tượng của bạn đây. À, chuột phải vào đây. Các bạn sẽ chọn cái này đúng không? Nào, nhìn này, cầm điểm này. Các bạn nhìn cầm điểm chưa? Nó có điểm này, đặt vào đây đúng không? Nhìn đi nhá. À, các bạn sẽ thấy là đặt rất là chuẩn. Và sau đó thì chúng ta sẽ xem như này. Đây là một điểm này. Ok, Ctrl Shift Z này phóng to lên. Đây ạ. À, cái điểm này thì có vẻ là bạn đang bên trong, thì tôi chọn điểm này tôi cầm vào đây này. À, hay là cầm xuống đây này. Và yên tâm một điều rằng với cái như này thì các bạn có thấy là chúng ta sẽ ấn làm sao đây. Nó có chính xác vào vị trí góc này của chúng ta không ạ? Nhìn chưa? Kiểu cái này đúng không ạ? Ok, vậy thì xong với cái này thì các bạn yên tâm một điều rằng là chúng ta cứ tắt bỏ cái này đi bằng công cụ E và chúng ta giữ Shift, chúng ta kéo đây đúng không? Xong rồi Ctrl Shift Z phóng to, quay góc bụng này đi, điểm gì phóng to lên. Đây hình của chúng ta đây, ấn F4 là nhìn được cái gì? Nhìn hình F4 chưa? Và chúng ta sẽ làm sao? Bật cái biểu tượng thước lên, chúng ta sẽ đặt vào đây. Chúng ta kéo cái này đi ra ngoài một tí nhá. Tắt bỏ cái này đi, tôi sẽ kéo ra ngoài. Ok, cầm điểm này. Chúng ta sẽ bật từ số 3 tâm điểm đặt vào đây, thì ta dưới nhá, trên này là ở góc trên, còn là cái dưới này là góc dưới này, mình đây là thế là chúng ta được hai chân. Và cũng tương tự như vậy tôi giữ shift copy ra bên này. Ok, copy để xoay bên này. À, mọi người nhìn lên chưa? Đấy, ví dụ như chúng ta tắt đi, bởi vì nếu mà không tắt đi thì nhiều lúc mà chúng ta di chuyển nó sẽ rất là khó và đôi lúc mình sai lệch thì đây. À, các bạn chỉ cần bật cái này lên nhá, chọn vào điểm vị trí góc này, thích vào đây. Đây là góc dưới này, đây là góc trên này. Góc trên thì nó lấn vào, còn góc dưới này không lấn vào. Ok, tôi đã có được biểu tượng tiếp theo. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ làm sao tắt bỏ cái điểm này đi. Nhìn chưa? Và cũng tương tự như vậy, chúng ta lại giữ Shift, chúng ta kéo sang bên này. Được không ạ? Cái này giữ Command, chúng ta đẩy vào đây. Ctrl Shift Z. À, chọn biểu tượng bật bắt điểm và chúng ta chọn điểm này, chúng ta sẽ bật đây. Thế là chúng ta đã có được một chiếc bàn mà không phải mất công sắp xếp T, chúng ta nhìn này, cực kỳ chuẩn xác. Xong chưa? Hiểu cách đặt điểm chưa? Nên là sau này khi mà các bạn làm mà dựng chân bàn thì biết thì các bạn chỉ cần chọn điểm kéo vào phát là vào thôi, không phải mất công trong chuyện là chúng ta phải đặt nào cho chính xác. Vừa rồi các bạn có thấy đầu đầu tiên thầy phải mất công, thầy phải đưa vào góc xong rồi ấn Z rồi phóng to không ạ? Thì nhưng cái này nó làm sẽ chuẩn hơn rất nhiều. Còn thứ hai các bạn cần lưu ý cho tôi đó là gì, để muốn đánh được một cái kích thước mà từ cái chân bàn này vào trong mặt bàn là bao nhiêu cm thì các bạn có để ý đến cái biểu tượng này không ạ? Đây là tọa độ của nó theo cái x y z này, nhìn này. Đây tọa độ x y z này. Đây, và nó tính từ cái gốc này nhá. Gốc này chính là số 0 này, còn đây là kéo về đây là dương, kéo về đây là dương, còn kéo ngược lại thì là âm. Các bạn hiểu cái này chưa? Gốc đây là số 0 nhá. Đẩy về phía trục x thì gọi là gì? Nếu tính theo x nhà nhá thì là dương.
đẩy về bên tay phải là dương, đầu này luôn luôn là dương, dương còn kéo ngược lại so với cái màu cái mũi tên đấy thì là âm. À, Z cũng tương tự như vậy, đẩy lên trên thì là dương, còn đẩy xuống dưới là âm. Nhá, để chúng ta lần sau dịch chuyển cho chuẩn luôn. Thì đây các bạn có nhìn thấy là khi mà thầy thích vào đây thì toàn bộ tất cả toàn độ nó về không, nhìn toàn độ về không nhá, không không x, không y và không z. Thì như này, ví dụ bạn muốn là cái chân bản của bạn là lùi vào đây là bao nhiêu ạ? 30. Ok, tôi sẽ gõ vào đây là 30 được không ạ? 30, enter này. Các bạn nhìn thấy 30 chưa? Ok, tiếp theo từ đây đến đây có phải 30 không? Vậy thì tôi sẽ gõ vào y 30. Chúng ta yên tâm một điều rằng là chắc chắn là chúng ta đã chui vào trong rồi đấy. Nhìn thấy chưa? Rất là chuẩn xác. Hiểu này chưa? Ok, Ctrl Shift Z. Và cũng tương tự như vậy, thì ví dụ cái chiều này thì các bạn thấy làm sao ạ? Chiều này là trục gì? Cái này âm, âm x đúng không? Vậy thì cái này là phải là âm đúng không? Âm 30, ok. Nó tụt vào trong à? Và cái này phải đẩy lên đây thì là dương hay là âm? Ok, đấy, thì các bạn thấy chưa? 30. Như này thì chúng ta cứ thế mà chúng ta sẽ xoay ra vị trí này đúng không? Bây giờ tích vào đây. À, chúng ta phải nhìn trục nhá, nhìn thấy trục này chưa? Trục này âm, ok, y chúng ta là âm 30. Và cái này là âm hay gì? Ok, âm 30. Nhìn thấy không ạ? Và tiếp theo các bạn sẽ giữ phím an, các bạn xoay sang bên này cho tôi một tí thì đây. Đây là cái đối tượng mà chúng ta sẽ click vào đây một điểm. Cái này sẽ là âm mây dương, nhìn thấy chưa? Cái này là dương. Có đúng không? Ok, vậy thì chúng ta sẽ ghi này là 30. Và tiếp theo chiều này là âm mây dương. Ok, cảm ơn em. Âm 30. Đó, vậy thì như thế này các bạn thấy là tôi đã dựng được một cái hình nó rất là chuẩn xác. Và tôi yêu cầu là các bạn sẽ phải dựng lại cho tôi những cái đối tượng mà đúng nghĩa của nó là phải cách bao nhiêu phân. Hiểu cái này chưa? Rồi. À, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đó là chúng ta sẽ học về cái cách gọi là căn chỉnh các đối tượng. Bạn đi đi căn chỉnh đối tượng như sau. Nhớ là cái trục này nha, cái trục này sẽ sử dụng thường xuyên. Ok, sau khi dựng xong các bạn có hai cách group cho đối tượng đó. Này các bạn nhìn này, tôi kết vào toàn bộ đối tượng đó và tích thẳng ở đây. Nhìn này, tích thẳng ở đây chưa? Các bạn có nhìn biểu tượng chỗ này không ạ? Tôi tích thẳng ở đây, tôi ghi là cái bàn. Thì lần sau nhá, nhìn này, tích vào đây, không có gì đúng không? Tôi cầm này thì nó vẫn riêng biệt đúng không? Nhưng mà khi sổ xuống này tôi chọn vào cái bàn thì bạn yên tâm một điều rằng nó dịch chuyển được cả cái bàn. Có hiểu cái này không đã? Có nghĩa là mình đặt tên kiểu group tạm thời nhé. Còn bình thường em tích thẳng vào đây thì nó chỉ chọn một cái thì sau này chúng ta đổ chất được từng cái một. Có hiểu cái này không đã? Ok, nhìn này. Tích vào đây sổ xuống thì có phải đây là cái bàn không? Thì bạn cầm cái bàn bạn kéo ra như này nó rất là chuyên nghiệp. Có thấy không ạ? Hiểu cái này chưa? Còn cách thứ hai, các bạn sẽ kết vào toàn bộ tất cả đối tượng này và chúng ta sẽ chơi phương thức là group. Các bạn sẽ nhìn thấy group chưa? À, cái này là group thật nhá. Còn cái này là group kiểu giả giả. Ok, chúng ta sẽ chọn vào group thật. À, với cái này thì bạn sẽ đặt cho tôi là bàn. Tại sao phải group như này? Bởi vì chúng ta dựng bàn, dựng ghế, dựng tủ, dựng tạng xong thì có phải chúng ta dựng được cả cái căn nhà không? Các bạn đồng ý tôi điều này không ạ? Nhưng các bạn có thấy là nó sẽ rất là phức tạp nếu mà chúng ta đã có bàn có ghế thì nhìn các mặt nó có rối không? Cực kỳ rối đúng không? Vậy thì người ta mới sinh ra tiếp theo những cái giá trị khác nữa, đó là việc ẩn đối tượng và hiện đối tượng đúng không? Tôi dựng xong cái bàn tôi ẩn đi, tôi dựng xong cái tủ tôi ẩn đi, tôi dựng xong ghế tôi ẩn đi, sau đó tôi dựng hết xong tôi hiện hết lên thì tôi chỉ việc xếp nó vào thôi. Các bạn hiểu cái việc xếp đi chưa? Vậy xếp thế thì chúng ta có đâu có mất công đâu, nhưng mà chắc chắn là chúng ta phải liên quan đến quản lý đối tượng đúng không? Ok, vậy thì lúc này tôi sẽ quét qua đây, tôi chọn vào group. Và lúc này tôi đánh một cái group này, tên là gọi là bàn. Ok, nhìn chưa? Và yên tâm một điều rằng bây giờ tích vào đâu cũng vẫn là bàn. Nó, cái này nó không có giá trị nữa. Nhìn thấy không ạ? Và bây giờ tôi muốn cầm một bàn này, tôi kéo sang bên này không được. Nó kéo cả cái bàn của các bạn. Hiểu cái này chưa? Ok. Tiếp theo, trong phần này thì có group rồi thì người ta sẽ có ungroup. Ungroup là tách ra đúng không? Lại tách ra. Vậy thì lúc này tôi tích vào đây và tôi có thể dịch chuyển mặt bàn được không? Đây, ungroup hay là ấn vào đâu? Đây. Có nhìn này không ạ? Ok, vậy thì sau khi các bạn làm xong, các bạn hãy group nó lại cho tôi bằng cách chọn vào group. Nhìn này chưa? Và thứ hai,
Sau khi group xong thì tôi lại vẽ một đối tượng mới, ví dụ tôi vừa vẽ một khối bóc, tôi vẽ vào đây. À, có thể là một cái ghế, thì cái này nó bị phức tạp quá, gì này, ép này, thì bắt đầu nhiều lưới rồi, để thêm cái nữa là vào đây thì nó mệt đó, hiểu không? Nhìn ra có hai cái ghế, xong rồi có ba cái ghế, có sáu ghế là nhìn nhầy là đã thấy ra đâu đầu rồi, đúng không? Thì người ta mới sinh ra cái trò là chúng ta quản lý đối tượng như sau, các bạn chỉ đi cách quản lý đối tượng bằng cách là ẩn hiện đối tượng như sau. Tiếp theo các bạn nhìn này, ví dụ tôi muốn chọn cái này, tôi muốn dựng với nó, tôi muốn đổ vật liệu với nó, thì có các bạn phải dựng cái ghế thì phải ấn cái bàn mà hai cái còn lại không ạ, cái này là cái bàn và cái khối này một, cái khối này hai, cần đi không ạ? Thì bạn nhìn này, tôi chọn một đối tượng này chuột phải, ở đây nó sẽ có như sau. Các bạn có nhìn thấy cái chữ hai selected này không ạ? Nhìn thấy là chuột phải chọn ở đây, nhìn thấy không ạ? Thích vào đây thử xem nhá, chuột phải này chọn vào đây một cái. Các bạn có thấy đối tượng cái biển đi không ạ? Ok. Tiếp theo tôi lại chuột phải chọn vào đây, tôi lại ẩn đi cái này được không ạ? Chuột phải chọn vào đây. Hai selection này, nhìn thấy không ạ? Là ẩn đối tượng đó đi. Sau đó bây giờ bạn dựng xong cái bàn, đổ chất liệu xong cái bàn đúng không này, thì chúng ta có thể chuột phải, chúng ta chọn vào unknown đúng không ạ? Unknown là hiện hết lên. Được chưa? Ok, cũng tương tự như vậy. Nhớ tôi đưa là chuột phải này, chọn vào hai selection là cách gì ẩn đối tượng được chọn, chọn vào đối tượng hai selection, chọn chọn tiếp, được chưa? Rồi bây giờ hiện lên bằng cái chuột phải chọn vào unknown thì các bạn sẽ nhìn thấy cái này chưa, hiện hết lên chưa? Vậy thì giống như chúng ta dựng cái ghế group này, cái bàn group này, cái tủ group này, hôm trước tôi thấy các bạn đã dựng cả giường rồi cả tủ các kiểu đúng không, đúng chưa? Đấy, bây giờ vấn đề là chúng ta cứ dựng đi group xong rồi ẩn nó đi, xong lại dựng tiếp, tí nữa chả mấy chốc mà chúng ta dựng xong cả căn nhà, đúng chưa? Thì đây là phương pháp quản lý nhá. Tiếp theo, đối tượng này khi tôi chọn vào đây, tôi chuột phải chọn vào hai unselected chỗ này, nhìn chỗ này chưa? Thì đây là đối tượng được chọn sẽ giữ lại, còn tất cả những đối tượng không được chọn sẽ bị ẩn đi, có nghĩa là cái này nhanh hơn. Cái nhìn này, tích vào đây nhá, các bạn tất cả những cái này biến mất chưa? À, vậy thì thường thường tôi chọn cái này, bởi vì tôi muốn là điều chỉnh một cái này thì tôi chọn nó, chuột phải ấn vào thì tất cả những đối tượng không được chọn sẽ bị sao ẩn đi hết. Sau đó tôi hiện lên thì có phải nhanh không ạ? Chứ chả nhẽ bây giờ lại chọn cái này không ấn được đây, ấn từng cái mà đâu không, đúng chưa? Thì thay cho việc đấy nhá, nhìn nhá, chuột phải chọn hiện lên này, chọn đối tượng được chọn sẽ được dừng lại, giữ lại, đúng không? Thì tôi chọn vào đây, thấy chưa? Ok. Xong chưa? Rồi hiện lên. Đấy thì đây là cái cách thứ hai mà của các bạn cần phải điều chỉnh. Tiếp theo, hôm nay thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái nữa, đó là chúng ta sẽ chọn một cái biểu tượng căn chỉnh. Các bạn sẽ chọn cho biểu tượng căn chỉnh giúp tôi. Các bạn ghi đi cách căn chỉnh đối tượng cho chính xác. À, đối với cái phần này thì các bạn sẽ để ý là vừa rồi tôi vừa chia sẻ cho bạn là cái chữ S là số 3, nhìn thấy nhầy chưa? Nó có tính năng là bắt điểm để các bạn đưa cái đối tượng vào đúng cái vị trí một cách nhanh nhất, mà không phải mất công là ấn vào Z rồi Ctrl Shift Z rồi phóng to nên phải đưa về vị trí nữa, đúng không ạ? Và nhớ một điều rằng cái này các bạn thích vào đây một cái bạn phải chuột phải, thì nó có biểu tượng là tôi dùng nhiều nhất là cái này, đó là bắt góc. Các bạn nhìn bắt góc chỗ này không? Bắt theo đúng cái điểm góc đó, bạn cứ kéo lên là nó sẽ vào vị trí, nó sẽ nhanh hơn dễ rất là nhiều luôn. Nên là bạn yên tâm một điều rằng bạn cứ đánh cái ký trước của đối tượng đi, sau phần việc nó nằm ở đâu đấy là việc của các bạn, hiểu cái này chưa? Rồi nhá. Tiếp theo cũng tương tự như vậy thì ở đây nó cũng có một cái biểu tượng nữa là các bạn nhìn thấy chưa? Đây là góc của đối tượng. Nhá, khi nào cần mà đưa đối tượng về đúng vị trí thì bạn bật cái này lên. Còn nếu mà các bạn không đưa vị trí nữa thì bạn tắt đi giúp tôi, để thứ nhất là chúng ta làm được chính xác. Hiểu không? Chứ không nó cứ bắt điểm, nó cứ vẫn hiểu theo cái điều đó thì bạn sẽ dịch chuyển đối tượng rất là khó trong 3D. Tiếp theo, đối tượng thứ hai là đối tượng về cái góc của đối tượng. Có nghĩa là gì? Nhiều lúc mà tôi muốn cái bàn này phải xoay theo 90 độ thì các bạn đồng ý với tôi là tôi phải thích vào biểu tượng xoay này không ạ? Thì với cái cách xoay này thì các bạn có nhìn thấy cái tông màu vàng ở giữa này chưa? Thì xoay như này có vẻ ra 90 độ không ạ? Để chúng ta án chừng rất là khó chịu. Đúng không ạ?
À, vậy thì em muốn xoay 45 độ được không? Thì các bạn nhìn này, ở đây nó có thuộc tính là chuột phải, vào đây cũng nằm cạnh. Các bạn đồng ý tôi trực giác là tôi gõ đến 90 độ thì các bạn vẫn thế. Có đúng không? Nhưng nhiều lúc là các bạn này phải chuột phải xong đánh thông số rất là lằng nhằng. Thì trong đó thì 3D nó cũng giúp cho chúng ta một cái tính năng nữa, đó là các bạn sẽ chuột vào cái góc này, chuột phải. Chuột phải vào cái biểu tượng này, nhìn thấy chưa? À, cái này là sẽ quy định cho bạn là xoay cái đối tượng là sẽ trong bao nhiêu độ một cách đúng nghĩa. Ví dụ vậy thì chúng ta chỉ cần quan tâm cái độ xoay của nó này thôi. Đây là 5 độ. Vậy thì tôi gõ vào đây là 90 đúng không ạ? Nhìn 90 chưa? Và sau khi 90 xong thì tôi tắt bỏ cái này đi, bạn nhìn này, giữ shift là tôi qua xoay. Đây, tích vào đây một cái, bạn nhìn được xoay này. 90 độ luôn. 90 độ luôn mà không cần phải đánh thông số đâu, bạn chỉ cần cầm đối tượng góc và kéo phát là sẽ nhìn đúng 90 độ luôn. Vuông góc. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nên là cái việc mà đặt tủ bên này, đặt tủ bên kia thì rất dễ. Group này có phải xoay phát ra không ạ? Các bạn có thấy mà trong căn phòng nội thất của chúng ta ít khi trường hợp nào bàn ghế xếp lung tung. Có thấy nó vuông vuông thành sắc cạnh không? Ok, tiếp theo. Rồi tiếp theo, vậy thì cái này của bạn, bạn có thấy là tôi xoay như này thì có phải nó ra được ấm này không ạ? Xoay một vòng hay xoay hai vòng? Nhìn này chưa? Xoay đây, ngược lại nhỉ. Rồi, click vào đây. À, lúc này chúng ta sẽ có một cái bài toán là tôi có một cái ấm và vị trí tôi đang nói cho bạn biết ở đây. Tôi ấn vào số 4 cho các bạn nhìn nhá. Bạn nhìn cái điểm này chưa? Có nghĩa là cái này là cái điểm tâm của chúng ta, nó là cái pivot, cũng giống như là cái điểm ấn vào đây thì cái pivot nó sẽ nằm đây. Và tích vào đây nó sẽ là tính vào đây đến đây. Vậy để muốn căn chỉnh đối tượng này một cách chính xác, ví dụ tôi muốn vẽ một cái chân này nó phải song song với cái này thì sao? Thì tôi cứ ví dụ đây là một cái đối tượng đi. Chúng ta căn chỉnh bằng lệnh ANE. Nha, các bạn sẽ ấn vào ANE giúp tôi. Các bạn đi căn chỉnh, đây căn chỉnh đây. Tích vào đây cũng được mà các bạn ấn ANE cũng được. Ấn vào AM và ấn nút AM. À, xong cái phần này thì tôi lại phải tắt đi một tí để làm sao cho các bạn xem là những cái tiêu chí của một cái bảng nó ra sao. Chúng ta bắt đầu là đánh ký tự thật, đúng không? Để sau này tại sao nó phải có những quy chuẩn đấy để chúng ta có thể dự đoán là cái miếng gỗ chúng ta phải tốn vào bao nhiêu tiền. Tự nhiên đóng một cái bảng ra bao nhiêu tiền ngay, đúng không ạ? Nhưng nó phải phù hợp với hai giá trị. Giá trị thứ nhất là bạn ra ngoài thị trường biết là cái bao nhiêu tiền mét của miếng gỗ đó, sau là bao nhiêu tiền mét đó để bạn phải cắt ra thì bạn sẽ làm được bao nhiêu cái bàn được, bao nhiêu chân ghế được, thì như thế thì chúng ta mới tính toán mới đúng nghĩa được. Nhìn nhá, tôi tích vào đây và tôi dùng công cụ như sau. Tôi tích một cái vào biểu tượng này, các bạn nhìn thấy biểu tượng này chưa? Thì cái này nha, tôi bỏ đi, tôi dùng ANA cũng là tương tự như vậy, có thấy không ạ? Ok, và khi tích thẳng vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ tự nhảy ra một vị trí nào đó để đây là căn chỉnh các đối tượng với nhau. Ở đây nó có hai giá trị. Giá trị thứ nhất là cái bên tay trái của bạn chính là đối tượng mình đang chọn. Còn đối tượng bên thứ hai là target object, chính là cái phần là đối tượng mình căn chỉnh với nó. Đây nó có một cái bên tay trái là của cái ấm, một cái này là bên của cái bàn. Thì mình cứ nói là đối tượng này là đối tượng cần chỉnh, căn chỉnh này. Còn đối tượng này là căn chỉnh theo này, đối tượng gốc này, cần căn chỉnh theo. Đấy nhá. Và lúc này nó sẽ chia cho các bạn là có x, y, z. Và những cái này tôi không biết là cái gì thì tôi sẽ tạo ra bắt đi A. Nhìn chưa? Hiểu cái tắt này chưa? Có nghĩa là lúc này không có căn chỉnh gì hết thì bắt đầu chúng ta mới làm được. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây chúng ta sẽ có x. Các bạn nhìn x chưa? Thì đây là điểm chốt của nó, là điểm này, cái pivot này chính là cái điểm này này. Nhìn chưa? Thì ở đây nó có minimum. Minimum là giá trị thấp nhất. Thấp nhất nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đây. Hay là nằm ở đây. Nó có hai điểm nhá. Ví dụ nếu mà chúng ta tính theo trục trục x này, các bạn nhìn thấy trục x này chưa? Thì con nó chỉ có điểm 1 và điểm 2 là này thôi. Vậy điểm 1 nó nằm đâu? Để đây. Ví dụ tôi chọn là minimum. Nha, tôi không biết là cái điểm này và điểm này là nó là nằm trên là dưới, bởi vì nó chúng ta là chính là điểm trên và nằm dưới của đối tượng này, nó chỉ là cái giá trị đầu của cái mũi của cái quai và cái quai chỗ này thôi. Nhìn chưa? Điểm đầu và điểm cuối của đối tượng. Các bạn nhìn thấy tính theo trường ngang ạ. Vậy thì sau này bạn vẽ ra một cái giường thì bên đầu bên giường này và đầu giường kia nó cũng thế. Một cái bàn này đầu bên này, bàn này đầu bên bàn kia cũng thế. Các bạn nhìn thấy này chưa? Thì cái chỗ này này, nhìn chỗ này chưa? Nó sẽ tương ứng với cái này. À, cái này nó sẽ tương ứng với cái việc ở cái xa nhất này. Từ điểm xa nhất này đến điểm xa nhất. Vậy thì có phải là cái minimum chính là điểm gì? Người ta gọi là điểm cao nhất. Còn điểm này điểm thấp nhất chẳng hạn như thế nha.
Thì đây là điểm đối tượng của chúng ta cần căn chỉnh, thì tôi sẽ chọn theo trục x. Các bạn nhìn thấy x chưa? Thì lúc này nó nhảy nhảy theo file vật của bạn, thì bây giờ tôi sẽ ấn vào đây này, tôi ấn vào đây. À, các bạn sẽ nhìn thấy là tại sao nó lại vào ra đây, thì chúng ta sẽ phải xem xét, tôi còn ấn vào đây thì nó sẽ ra sao. À, thì các bạn có thấy rằng cái điểm này là điểm gì? Điểm ở gốc của chúng ta nó là điểm thấp nhất, còn điểm này điểm cao nhất và điểm minimum chính là điểm thấp nhất, còn điểm maximum mà chính là điểm cao nhất của các bạn. Các bạn nhìn này chưa? Ok, vậy thì các bạn nhìn này, cái minimum của chúng ta của cái đối tượng này nó chính là cái đầu ống chóe đúng không? Nhìn này, đầu ống chóe thì đây. Còn cái cao nhất của nó là ở đây đúng không? Nhưng mà tôi có căn chỉnh cái này đâu. Mà tôi căn chỉnh cái đối tượng cái bàn thì có phải nó ở vị trí này không? Điểm xa nhất không? Thì điểm xa nhất của nó là nằm đây, đây là đáy của cái bàn. Đúng không? Còn cái này là sẽ là điểm cao nhất đúng không? Ok. Nhìn này, apply. Và lúc này chúng ta sẽ làm sao? Trở về nhá, quét ra này, Ctrl Shift Z. Các bạn sẽ nhìn thấy là từ đây này, tôi cầm này, tôi kéo lên cho bạn xem. Này, các bạn có nhìn thấy cái đầu này nó trở trùng với cái mặt bàn không? Nhìn thấy chưa? Ok, trở về đây, quên, Ctrl Z này. À, chúng ta dùng A nè, chúng ta chọn vào đây. Các bạn có nhìn thấy cái đầu này không ạ? Thì cái đầu này nó tương ứng với phần đáy của đối tượng, nó chính là cái này. Phần đầu của đối tượng nó chính là phần đâu? Đầu, đây. Được chưa? Và tiếp tục như vậy thì nếu mà tôi chọn vào đây nha, nếu tôi chọn trục x này, các bạn nhìn thấy chưa, thì có phải là ông này đang là ở bên này không? Thì người ta chọn cái này mà, cái này thì là tương ứng với ông điểm xa nhất của ông x ở đây. Tiếp theo nếu tôi chọn cái này thì có phải nó chạy vào đây không ạ? Căn thẳng phải nha. Vậy thì cũng tương tự như vậy, nếu tôi ấn apply, tôi chấp nhận nó, thì lúc này tôi chọn cái này trên mặt bàn thì sao? Thì tôi hỏi bạn nhé, nếu mà trên mặt bàn thì có phải tính theo trục gì? À, Z. Phải tính theo trục Z đã. Nhưng lúc này các bạn có thấy là cái đáy của cái này đúng không? Đáy nó đâu? Đây, tính vào đây. Nhìn đáy chưa? Nhìn đáy chưa? Còn cái này điểm đầu đúng không? Vậy thì cái này đáy, vậy thì cái này có liên quan đến cái mặt của nó. Đấy thì có phải là điểm đáy của nó là chính này không? Ừ, thì cao nhất của ông này là đây rồi. Vậy thì nếu tôi tích vào đây thì chắc chắn bạn sẽ thấy là cái ấm của chúng ta sẽ ngang trên mặt bàn và nằm trên mặt bàn. Ok, tiếp theo các bạn nhìn này, Z, các bạn có nhìn thấy nằm trên mặt bàn chưa? À, vậy cũng tương tự như vậy, nếu mà chúng ta lại chọn vào công cụ phím P và chúng ta cầm vào đây, chúng ta sẽ chọn một phương pháp mà chọn vào đây là ANA, chúng ta tích vào đây một tí. Và lúc này chúng ta vẫn theo trục Z đúng không? Nhìn thấy trục Z chưa? Ấn up đi. Sau đó tôi sẽ căn vào giữa, đây có phải center không ạ? Ok, vào center vào giữa này. Vào cái này thì chúng ta phải chọn vào theo X gì? X này, Y này, nhìn không ạ? Và nếu mà chúng ta theo trục Z nữa. À, vậy thì nếu mà tôi chọn center, cái này nó vào giữa đối tượng thì cái này có phải là vào mặt này không ạ? Thử xem có được không nhá. Ấn ok. Đây vào giữa này thì nó vào giữa này. Còn nếu mà tính theo mặt bàn thì nó sẽ tính là ấn ok cho các bạn. Nào cần chuyển CZ. Đâu rồi? Ok, chuyển Z lại. À, tôi sẽ vẽ một cái biểu tượng là cái khối vuông cho các bạn dễ nhìn hơn. À, sau khi tôi sẽ chọn một cái ấm ra tùy thuộc theo tính chất này, các bạn nhìn này chưa? Chúng ta sẽ chọn vào biểu tượng này ANA, chúng ta chọn vào đây. À, lúc này chúng ta sẽ theo trục X nha. Các bạn sẽ chọn vào center và ở đây là chúng ta sẽ căn vào giữa để center đối này đúng không? Nhìn vào giữa chưa? Có nghĩa là mình đi theo trục X trước. Ok, apply. À, tiếp theo chúng ta sẽ ấn vào tiếp theo trục Z, nhìn đúng không ạ? Trục Z lúc này chúng ta sẽ ấn vào đây, lên trên và cái này sẽ là lên trên, apply. Được chưa? Bây giờ bạn muốn lại theo trục X tiếp theo hay là trục Y ạ? Đúng chưa? Vậy thì mình sẽ chọn theo trục Y. Chúng ta chọn vào center của đối tượng sao? Đây là vào giữa của thằng này, nhưng vào giữa thằng này được không ạ? Đây là vào giữa của thằng này mà. Thằng này là thằng theo, ông này phải theo nó. Ông này là ở phía trên hay là ở phía dưới đây, có phải ấn vào đây không ạ? Nhìn này chưa, đây là đáy. Đúng chưa? Rồi bạn có thể ấn apply cho nó tùy điều theo bạn. Còn nếu mà bạn chọn sẽ chờ đến nó vào giữa đúng cái mặt bàn rồi đấy. Nhìn này chưa? Nhưng cái này phải theo từng trục một, và sau khi làm xong bạn ấn apply giúp tôi thì lúc này chắc chắn là cái này đã nằm trên mặt bàn chúng ta một cách đúng nghĩa. Có nhìn này không ạ? Hiểu cái này chưa?
Vậy thì với cái cách đấy mà chúng ta căn chỉnh thì chúng ta ra góc hay là vào trái vào phải thì các bạn đều làm được hết. Nhưng với cái này các bạn cần phải thực hành. Ok, các bạn sẽ ngồi thực hành cho tôi. Thứ nhất là việc dịch chuyển này, việc thứ hai là phần căn chỉnh này, và thứ ba là bắt góc này, và tư là căn chỉnh cái này này cho tôi, được chưa? Làm dần nhuyễn thì sau đó thì chúng ta sẽ dựng một cái kệ nhá, cái quầy reception của cái trong thiết kế về gian hàng, trong cửa hàng, cái quầy mà chúng ta thanh toán tiền nha. Ok, các bạn làm đi.